Hôm nay, tôi xin chia sẻ về tấm gương tu hành của Thầy Thích Minh Tuệ từ Việt Nam, một vị tu sĩ thực hành pháp hạnh Đầu Đà với lòng kiên trì và ý chí vững vàng. Qua đó, tôi mong muốn giúp quý vị hiểu rõ hơn về con đường tu tập này và cách áp dụng tinh thần khổ hạnh vào đời sống hàng ngày. Trước tiên, hãy hiểu rõ về pháp hạnh Đầu Đà. Đây là tập hợp các phương pháp khổ hạnh được Đức Phật đề ra, giúp người tu quán chiếu về vô thường và buông bỏ tham ái. Pháp hạnh Đầu Đà bao gồm các hạnh như ăn một bữa, sống nơi vắng vẻ, mặc y phấn tảo, chỉ nhận thực phẩm từ khất thực. Những hạnh này không phải để làm khổ bản thân mà để buông bỏ sự chấp thủ vào vật chất và niềm vui ngắn ngủi. Qua pháp hạnh Đầu Đà, người tu sẽ rèn luyện được tinh thần từ bỏ, sống giản dị, thanh thản và gần gũi với bản chất vô thường của cuộc sống. Đó là cách để từng bước hướng về sự giải thoát khỏi phiền não. Thầy Thích Minh Tuệ đã áp dụng những pháp hạnh này một cách nghiêm túc, từ việc ăn một bữa, đi khất thực mỗi ngày, sống thanh đạm đến giữ giới hạnh vững vàng. Thầy là một tấm gương trong việc tu hành khắc khổ, giúp mọi người hiểu rõ về sự giản dị, từ bi và tinh thần buông xả. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng pháp hạnh Đầu Đà không phải là con đường dành cho tất cả mọi người. Nó đòi hỏi sự chuẩn bị tâm linh, lòng quyết tâm và sức chịu đựng lớn. Với nhiều Phật tử tại gia, việc thực hành khổ hạnh có thể không phù hợp, thậm chí còn có thể gây áp lực, làm mất đi niềm an lạc. Chính vì vậy, đối với mỗi người, cần xét xem bản thân có phù hợp với những pháp hạnh này hay không. Pháp hạnh Đầu Đà đúng hay sai phụ thuộc vào mục đích và căn cơ của người tu. Mục tiêu của pháp môn này là giúp người tu từ bỏ chấp trước và giải thoát khỏi phiền não. Đối với Thầy Thích Minh Tuệ, việc thực hành pháp hạnh Đầu Đà là một lựa chọn đúng đắn. Thầy đã có đủ căn cơ và lòng kiên trì, dùng pháp hạnh như phương tiện để thanh lọc tâm, buông bỏ và quán chiếu về vô thường và vô ngã. Nhưng nếu một Phật tử chưa hiểu hết về ý nghĩa của pháp hạnh Đầu Đà mà chỉ ép mình vào khổ hạnh, điều này sẽ có thể dẫn đến tâm lý tự ti, làm khổ thân mà không đạt được ý nghĩa giải thoát. Thực hành Đầu Đà không phải là một mục đích, mà là phương tiện giúp phá tan chấp thủ và đạt được giác ngộ. Việc cố chấp trong khổ hạnh mà không có hiểu biết có thể làm người tu tổn hại đến cả thân lẫn tâm. Một điểm quý giá từ Thầy Minh Tuệ là tinh thần buông bỏ và sống giản dị. Phật tử không nhất thiết phải ăn một bữa mỗi ngày hay khất thực, nhưng có thể thực hành tinh thần Đầu Đà bằng cách giảm bớt phụ thuộc vào tiện nghi, sống đơn giản và ít ham muốn hơn. Điều này giúp chúng ta giảm bớt phiền não, nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống. Một bài học khác là lòng kiên trì và ý chí trong tu tập. Thầy đã giữ gìn giới hạnh nghiêm mật và cống hiến hết mình cho sự tu tập. Đó là tấm gương sáng để chúng ta học hỏi, dù là Phật tử tại gia hay xuất gia. Từ đây, chúng ta có thể áp dụng vào đời sống hàng ngày, gìn giữ giới hạnh, tránh làm điều ác, tăng cường thiện lành và giảm thiểu tham, sân, tì. Qua tấm gương của Thầy Thích Minh Tuệ, tôi xin chia sẻ một số lời khuyên cho quý Phật tử. Thực hành theo khả năng, không nhất thiết phải tuân theo toàn bộ pháp hạnh Đầu Đà. Hãy chọn lọc những điều phù hợp với hoàn cảnh và năng lực của mình và không áp dụng một cách máy móc. Giữ vững mục tiêu giải thoát, đừng để việc thực hành Đầu Đà trở thành hình thức tu tập vì danh tiếng hay thành tựu nhanh chóng. Hãy luôn tâm niệm rằng con đường tu tập là dài và cần sự chân thật với chính mình. Sống giản dị và từ bi, Phật tử tại gia không nhất thiết phải sống khổ hạnh như các tu sĩ, nhưng có thể áp dụng sự giản dị, giảm thiểu ham muốn và làm nhiều việc thiện. Điều này sẽ giúp chúng ta tiến gần hơn đến giác ngộ. Nhận thức về vô thường, pháp hạnh Đầu Đà giúp người tu nhận ra bản chất vô thường của mọi sự vật.